Rõ rồi. Bay bay vô trong cách tay cầm khoảng 300 mét mới bay ha cả nhà. Nó hơi xa. Xin chào cả nhà nha. Nay mình đến cái miếng lúa Đại Thơm cả nhà. Mình quay cho cả nhà xem cử phun thuốc trước chỗ. Lúa này cũng được 63 ngày rồi. Cử này sử dụng 4 loại thuốc nha cả nhà. Rồi mình quay từng loại thuốc cho cả nhà mình xem nha. Đầu tiên là 3 gram mắt. Cái đầu tiên là 3 gram mắt 40 SC. Cái thứ hai là Beretin Super. Cái thứ ba là Proben Cat. Cái thứ tư là Beno Super. Rồi cử này thì chủ ruộng xịt 4 loại ha. Đây là một thùng thuốc luôn nè. Thì cử này thì chuẩn bị trước chỗ thì chủ đất là xịt chỉ 4 loại thuốc thôi. Rồi xịt bằng máy bay nha. T20 hả? Này T20. Tao đặt lịch lại mới được, tao đặt lịch 2 giờ, 4 giờ mấy tao đặt lại 12 giờ. Bay đặt lịch ngay lịch cái máy bay chạy quá. Rồi chuẩn bị đem máy bay xuống bay nha cả nhà. Đây là phi công Minh. Trần Minh. Giới thiệu là Trần Minh phấn chuối rồi giờ nó không phấn chuối. Em có mấy cái đồng sạc lửa. Quay cái thằng này trong thuốc luôn ha, sạc lửa nè. Chuyên gia. Sạc lửa đó hả? Tên sạc lửa. Ghê vậy. Sạc lửa. Giới thiệu luôn cho bà con biết luôn, đây là sạc này. Bung cánh ra. Nhà lúa này được 63 ngày nè. Đồng nó lên tới hỏng hết rồi ha. No hết rồi. Đây cái tay cầm của người ta 20.
đến đó tiền đâu, tôi đi đó ông ơi. Đúng 6 giờ là rút máy về. 6 giờ là nghỉ đó hả? 6 giờ là nghỉ. Cái này không có 3 đêm hả? Không. Cái này đắt đâu có nhiêu đâu 3 đêm. Rồi đầu chăm thuốc. Chăm thuốc xịt nha. Sáu giờ lỡ còn 20-30 công rồi sao? Nghỉ luôn. Ừ, coi sao bay. Quy định luôn ha. Có đất trống thì bay được, chứ sao đất chân giặt bay tối nguy hiểm lắm quên. Ừ. Rồi chuẩn bị bay cả nhà. Ờ, cái này là phi công phụ nha. Bay bay vô trong cách tay cầm khoảng 300m mới bay ha cả nhà. Nó hơi xa. Tại này bay ở trong hậu bay trước. Rồi xa tầm tầm trống luôn rồi. Chống bài đó. Quá nước rồi, lượng nước nhiều quá. Cái này là chỉnh cái độ bay là phun nước 2.7 lít trên 1.000 m² hay cả nhà. Tốc độ bay thì 6m trên 1 giây. Còn cái độ cao đó là 2.5 m nha. Lúa này cũng sắp chỗ rồi cho nên là cái độ cứng cây nó cũng cứng lắm. Không có sợ sập. Xịt 2.7 lít trên 1.000 m² này nước thấy nhiều, quá nhiều nha cả nhà. Thấy lượng nước trắng hết trơn. Đó. Tốc độ bay thì 6.5 m trên 1 giây. Cái chiều cao thì 2.5 m. Trời ơi nước luôn kìa. Thường thì đa số là chỉnh khoảng 2.3 lít, 2.5 lít. Nhưng mà ở này do nhu cầu chủ nhà kêu bay lượng nước cho nó nhiều. Rồi cái bên đội bay chỉnh là 2.7 lít. Vì lượng nước cả nhà thấy quá nhiều ha. Sáng nó dần.
Rồi video mình đây xin kết thúc cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình ha.